Xin chào các bạn, lại là Bình Minh đây. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái chức năng mới của Canva, đó chính là tìm kiếm và thay thế văn bản trên thiết kế của mình. Ví dụ ở đây mình có cái cụm từ là game shop này ha, nó lặp đi lặp lại trên khá là nhiều trang này. Giả sử mà chúng ta muốn đổi tên hoặc là cái nút tìm hiểu ngay thì chúng ta có thể thay đổi thành một cái nút nào đó, ví dụ mua ngay chẳng hạn. Thì tất nhiên là đôi khi chúng ta phải vô chúng ta gõ vào chữ mua ngay vào trong này, đổi này sửa thành chữ mua ngay rồi đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta có 100 trang có một tên đó mà chúng ta sửa lại thì khá là phức tạp. Không phải là phức tạp nhưng mà nó mệt, nó tốn thời gian chúng ta. Thì Canva cho ra mắt một tính năng mới. Chúng ta có thể bấm vào đây, chúng ta file ha. Chúng ta bấm vào tìm kiếm mình thay thế, hoặc chúng ta có thể bấm phím Ctrl F ha. Đây, mình sẽ nhập vào. Ở giữa đây là tìm hiểu ngay đúng không? Tìm hiểu ngay. Ok. Đây mình sẽ thay thế bằng cái từ mua ngay. Mua ngay. Mask key tức là nó sẽ tìm theo chữ hoa, chữ thường đấy các chị. Bây giờ chúng ta có thể, các bạn thấy chúng ta có 4 nè. Chúng ta relax O thì nó sẽ tự động nó sửa cho chúng ta thành 4 cái luôn. 4 mask key. Ví dụ website game shop chuyên nghiệp chẳng hạn. Website đây, game shop chuyên nghiệp ha. Chúng ta có thể đổi lại, chúng ta bấm Ctrl F ha. Chúng ta có thể game shop website game chẳng hạn. Is my chuyên nghiệp hoặc là website chúng ta đổi thành ABC được từ dễ thấy. Chúng ta giống như nói thành AB A này, B này, C này. Và relax thì nó sẽ thành website ABC chuyên nghiệp. Thì như vậy nếu mà khi mà các bạn làm nó sẽ rất là hữu ích trong trường hợp các bạn. Ví dụ tên thương hiệu hoặc là địa chỉ website hoặc là hotline. Nếu mà chúng ta đổi hotline mà trong cái thứ chúng ta có quá nhiều trang và nội dung nó lặp đi lặp lại trong nhiều trang thì các bạn có thể dùng cái này để chúng ta thay thế cho nhanh ha. Rồi, hôm nay là hướng dẫn ngắn như vậy thôi. Chúc các bạn chúng ta có thể thực hiện thành công. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.